Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều, không có tăng so với ngày hôm qua. Giá thanh long trong một vài ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang giảm nha quý bà con. Đặc biệt là thanh long ruột đỏ hiện nay thì đang ở mức giá cũng khá thấp. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng thật là mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Còn với tình hình như thế này thì bà con nông dân mình đang vô cùng lo lắng. Tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có mức giá động từ 10.000 đến 12.000 đồng ký, loại 2 thì đang có mức giá động từ 5.000 đến 7.000 đồng ký, loại 3 thì đang có mức giá động từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, hàng giả hiện nay thì đang có mức giá động từ 500 đến 1.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là giá thanh long tại vựa quý bà con. Đây là giá thanh long ruột đỏ tại vựa ở khu vực miền Tây. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 12.000 đến 14.000 đồng ký. Thì thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng trong một vài ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang giảm. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 12, 13, 14, bò sàn thì 10, 11, 12. Hàng viết hiện nay thì đang có mức giá là từ 15.000 đồng ký, hàng giả hiện nay đang nằm ở mức giá động từ 3.000 đến 4.000 đồng ký, giá giảm so với những ngày tuần trước. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận và khu vực miền Tây trong một vài ngày trở lại đây thì cũng không có biến động gì nhiều. Hiện nay thì giá tại vựa là loại 1 đang có mức giá động từ 10 đến 11, loại 2 thì đang có mức giá động từ 5.000 đến 6.000 đồng ký, loại 3 thì đang có mức giá động từ 2.000, còn hàng giả hiện nay thì đang có mức giá động từ 500 đến 1.000 đồng ký. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà nông dân, quý vị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá thanh long hay một số loại nông sản khác.